là một biểu diễn của Rachel và Ruby cho dịp Noel của trường. Đây là show buổi tối, đã làm sau khi làm xong một show buổi trưa 1 giờ cho đến 3 giờ. Ở nhà của chị mà để nhìn qua mẹ quay điện thoại cho bác Hân kìa. Bác đi lên. Bác đi xem ai? Bác đi xem cái gì vậy? Xem chị hát. Để xem chị hát chị. Sao mày kêu được? Thấy bà ơi. Cái đầu không có thấy gì chứ, không quay được gì chứ. Hi, I'm Kirsten. Last night was 2019.
rồi. Im lặng, im lặng. Thank you.
It sure know how to shake it. Can I pick one now, Ruby? Shake him. What do you have in mind? I don't know. I can't decide. Silver bells? Nah, too slow. 12 Days of Christmas? Too long. How about Deck the Halls? Too many fa-la-las. Okay, sure. May I make a suggestion? Sure. Like what? It's guaranteed to put you in the Christmas spirit. Đó là người dẫn chuyện.
At least my mother can do it. That'd be... We could build snowmen. Snowball fight? I just need to show the sidewalk, but those things sound like fun. You know what's really fun? Riding a sleigh. Yeah.
đây, chút ba mẹ dẫn nè. Ngồi xuống đây. Mom ở đây mà. Dạ hai không có ở đây. Mẹ em không ở đây. Không có ở đây, đợi chút xíu. Mẹ cứ kiếm nè, để mẹ gọi chị hai lại nha. Rồi, con Bình rồi.